thuộc cái tứ không. Tứ không nó thuộc về vô lượng vô biên. Lúc thì nó vô lượng, lúc thì nó hữu lượng. Mỗi khi mà tập trung kỹ mạnh lâu sâu rồi thì cái vô lượng vô biên sẽ hiện. Cũng như đi tới mặt nó, thì lúc nó chạy vô trong ai lại da thì nó đứng lặng, chuyển biến. Khi nó trở ra đây thì nó chuyển biến mặt sau bằng. Thế nên nó cũng thấy được cái vô lượng vô biên chứ không phải đâu không thấy. Mà vô lượng vô biên là cái nơi hồn trần. Thì nó tạo ra cái vô lượng vô biên giả để mà nó duyên chết rồi. Khó mà ra. Thành ra ngàn thường thường khuyên các vị trì cao tới tứ thiền. Bất lai cả đạt ra tứ thiền là thấy rõ, chiếu kiến được. Chiếu kiến được cảnh thể. Giết hết tất cả hủy lạnh. Thì bây giờ nên đi qua A-la-hán. Thành ra trong cái tứ thiền nó có tất cả là chín cõi. Thì có năm cõi của bất lai, còn bốn cõi kia của ngoại đạo. Tôi là ngũ tịnh tư thiên hay là ngũ bất hoàng thiên. Bất hoàng là cõi trời không còn trở lại dục giới nữa. Thì ở đây nên đi thẳng ra là hả? Còn nếu mà nắm vững giáo pháp chịu chơi rồi thì tử ra không vô biên. Thức vô biên, vô trụ, phi phi trụ. Đó thì ngồi đặt định chỉ, đèn máy chỉ lâu sâu. Còn nếu chiếu kiến được cỏ đấy. Nhưng mà nó định chỉ lâu sâu rồi mới thấy được cái mặt lo. Và nếu mà bất hoàng thì lấy cái chiếu kiến chiếu vào mặt lao chiếu là cái này luôn. Nhưng mà ngoại đạo thì nó không có, nó lấy cái đó làm cái của ta. Cái tao đấy. Thành ra nó thấy cái này vô lượng vô biên quá. Mà vô lượng vô biên thì khi nó biến mất rồi thì nó tạo ra cái giả. Thì nó ngửi cái giả này nó là cái con của cái thiệt. Đây là cái tiểu ngã của đại ngã. Chính cái vô lượng vô biên mà nó không thấy vô lượng vô biên thật sự đó. Thì nó thấy là chân ngã. Còn khi nó tạo ra cái vô lượng vô biên giả thì nó nghĩ cái này là con của cái cha của cái kia. Cái vô lượng vô biên thật sự đó là cái đại ngã. Còn vô lượng vô biên mà nó tạo ra bằng cái tư tưởng thì đó là cái tiểu ngã. Thành ra mới có là tự ngã của ta. Tự ngã là chân tâm. Ta là chân tâm, là chân tâm của chân tâm. Mà chân tâm nhỏ của chân tâm lớn. Nhưng mà chân tâm nhỏ này là giả. Mà giả thì đâu phải là chân tâm. Thì chân tâm lớn là chân tâm thiệt. Nhưng mà làm gì có chân tâm lớn, chân tâm nhỏ. Chân tâm là chân tâm chứ không có lớn nhỏ. Thành ra một vị nhập lưu mà nhận được chân tâm thì chân tâm nó bằng chân tâm của Như Lai cho lắm. Nhưng mà thấy thoáng qua có một phần tư trở lại tư tưởng. Còn cái chuyện này nó cũng thấy khó, thấy được cái gì cái chân tâm. Nhưng mà do đè nén mà thấy. Còn cái kia người ta hồn nhưng mà người ta thấy. Chúng ta thấy là hai cái chân tâm không khác nữa. Cái chân tâm của người, của một vị mà nhập thiên không vô biên với cái chân tâm của nhập lưu không khác nữa. Nhưng mà khác. Chúng ta coi chừng cái khó khăn chỗ đó. Nếu vậy thì nhập lưu với không vô biên tứ thì không thấy được chân tâm ta. Các ngài thấy, nhưng mà thấy được là do đè nén cái vọng tâm, khi nó lặng rồi đó, thì cái chân tâm tự nhiên hiện trong nó, rồi nó lại sao vọng được. Nghĩa là có tư tưởng và có con người tư tưởng, có pháp môn đối trị lắng tất cả trạng thái kia. Mà khi nước đã trong rồi thì nó gọi được hình của cái chân tâm. Thì chân tâm đây mới là chưa phải chơi, chưa phải giận. Hay là do không phải là chân mà cũng chẳng phải là giận mà là chân giận hoàn hồn. Đúng lặng nhưng mà chuyển biến, do chuyển biến thì nó chưa phải là chân mà do đúng lặng nó là chân. Chúng ta phải hiểu cái này đó. Rồi tới vô sự hữu chứng là tức là chân tâm thiệt đó. Cái này chưa nghĩ bằng thực tịnh, cái này mới chân tâm thiệt rồi. Cái này đứng lặng là bất biến. Thì khi mà nó đè nén tới cùng thì cái này vẫn hiểu như thường hỏi. Khi nào lặng hoàn toàn thì nó hiểu. Nhưng mà lặng do đè nén hay là lặng tự nhiên? Nếu lặng tự nhiên là tánh, còn lặng do đè nén đó là phàm. Lặng tự nhiên đó là tánh, mà do đè nén đó là thức. Làm sao nhận được? Khi tôi đè nén thì cũng là chân tâm thiệt chứ đâu thấy giả. Nhưng mà chân tâm là do đè nén mà thấy. Còn khi tôi hồn nhiên, tôi chiếu kiến vào đó không qua cái trung gian nào hết thì cái này vẫn là chân tâm thiệt. Thì hai cái không khác, nhưng mà khác.
chúng ta phải ngồi thiền, phải chi dẫn, phải thấy được chỗ đó. Để rồi khi mình nhận được chân tâm bằng thức, khi mình nhận được chân tâm bằng tâm, thì mình phải thân được. Khó à, không phải dễ, nhức đầu. Nhưng mà đó mới là bánh vẽ thôi, tôi đang ăn bánh vẽ thôi. Rồi giờ nhờ cái bánh vẽ đó mình phục vô trong đó, mình thấy cái giận giữa căn và thức khác nhau làm sao. Căn đó là bát nhã, là hồn nhiên. Còn thức là tư tưởng, là đè nén, là tác ý. Tác ý thì có ba, có người nhận thức, có đối tượng nhận thức và có hoàn cảnh. Còn hồn nhiên thì không có người nhận thức, không có đối tượng nhận thức, không có hoàn cảnh, tất cả chỉ là một cái dòng chuyển biến thôi. Mình nói chúng ta coi chừng lấy, nó hơi khó chỗ đó một chút. Một cái hồn nhiên với một cái tác ý. Hai cái này mà khi nó giao thoa nhau rồi thì chúng ta chết. Thành ra mới nói là cái tứ thiền đó nó có thể dung hòa với cái mặt căn thứ ba. Chúng ta không nhận được cái nào là tứ thiền, không có nhận được cái nào là mặt căn thứ ba. Thành ra ngoại đạo nó mới nhận cái tứ thiền đó là chính là mặt căn thứ ba. Thì mặt căn thứ ba là chân tâm, nhưng mà thật sự cũng chưa phải chân tâm, nó cũng chẳng phải giận. Còn tứ thiền là hoàn toàn giận, tứ thiền là hoàn toàn giận. Còn mặt căn thứ ba chưa phải giận, chưa phải chân. À, chưa đừng để ý đó ha. Giờ chúng ta trở lại cái này được, cái đó chúng ta mới đi vào cái đầu này được. Chứ tôi là không có nắm được trong này đâu. Trong này nó nói quá cô động đi, quá cô động đi. Thành ra các pháp sanh lên do nhân, chứ không phải do cái chân tâm mà sanh. Chúng ta phải nhận cái đó. Mà chân tâm thường thường ngoại đạo cho đó là thượng đế, một đấng tối cao. Con mắt nhìn trên. Vịnh cao đài đó là đấng chí tôn. Đức Phật đó mới có được điển đạo 7 lần thôi. Đức Chúa điển đạo 5 lần, đấng chí tôn là 10 lần. Mà thật sự là lẫn quẩn, không có ai điển đạo cho ai hết trơn. Có mình điển đạo cho mình thì có. À, thành đạo pháp sanh lên là do nhân, do một sự mê mờ, một cái nhân đầu mê mờ thì có vô lượng pháp. Mỗi một cái sao động là vô lượng sao động. Thành đạo mới nói có là có tự mãi mãi, mà không nó thì cả thế gian này cũng không. Nếu có địa ngục ngạ quỷ xuất sanh cho tới tư tưởng Như Lai là có hết. Còn không là không có cái nào có, tất cả được phát hiện từ cái vùng hào quang rực rỡ. Cho nên chúng ta phải nhớ Như Lai giảng nhân ấy, Như Lai giảng rất rõ về nhân này. Nhân diệt thời pháp diệt. Khi cái nhân mê mờ diệt đó thì không còn cái gì hết, tất cả các pháp bị diệt. Một vị la hán mà vào diệt họ tưởng định rồi thì tất cả tam giới này không còn. Nhưng mà nhớ không còn đúng vị a la hán đó thôi. Thành ra chúng sanh cũng vẫn còn mời vời. Thành ra mới chắc vị Như Lai mới phát hiện rằng nếu mà chúng còn một chúng sanh nào đau khổ thì ta nguyện không thành Như Lai. Nhưng mà Phật Thích Ca cũng thành Như Lai, A Di Đà cũng thành Như Lai, Địa Tạng Quan Âm là cũng đã đi tới gần Như Lai hết. Nếu đúng là lại Như Lai thì các ngài nói mâu thuẫn, các ngài nói dối. Nhưng mà nếu chúng ta coi tới chỗ này thì các ngài nói sự thật, quá ư thật. Đối với các ngài thì tất cả chúng sanh đều là thành Phật hết, thành Như Lai hết. Nhưng đối với chúng sanh vẫn là chúng sanh. À, cái này thì chúng ta phải hiểu. Cái đó chúng ta phải nhìn nhận cho kỹ đó. Nó hơi khó, đại thừa thì tôi nói những cái đó. Chủ thừa thì không có đụng tới đâu. Thì ở đây là không phải tiểu mà không phải đại. Mà nó là cái bí hiểm. Từ đó nó sanh ra tiểu đạo. Thành ra cười đã nghe được lời dạy này thuộc về giáo pháp. Thì pháp nhãn không nhiễm bệnh, không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khỏi chúng ta đi tu tập. Rồi thì trong cái chuyển biến này thì mình thấy là phải có cái nền tảng bất biến trong đó. Thì cái nền tảng bất biến chính là niết bàn. Trong cái đứng lặng chuyển biến này thì phải có cái đứng lặng bất biến trong đó. Thành ra cái đạo Phật nó khó cho đó. Dòng nước là gì? Thì toàn thể dòng nước là nước. Mà sống là gì? Thì toàn thể vô lượng sống là dòng nước. Mà toàn thể vô lượng sống chính là nước. Tách rời cái nước ra thì không có gì hết. Dòng nước cũng không có, mà sống cũng không có. Mà muốn tìm được cái sống sao động thì tìm ngay trong dòng nước. Mà muốn tìm cái nước thì phải tìm ngay trong dòng nước. Nhưng mà dòng nước không phải là nước.
mà dòng nước cũng chẳng phải là sống. Nhưng mà rời sống thì không có dòng nước, rời dòng nước thì không có sống, rời dòng nước thì không có nước, rời dòng nước thì không có sống. Thành ra chúng ta thấy một mà ba, ba mà vẫn là một. Đó là chưa thực tế hay như người ngẫm, đừng có tìm đâu xa lạ, tìm ngay trong sắc thân không đầy hai thiết này. Thì sống của sắc thân là ở đây. Còn cái đứng lặng bất biến, cái dòng nước cũng ở sắc thân này. Còn cái chân tâm đứng lặng bất biến cũng ở ngay trong sắc thân này. Đừng có tìm chỗ khác, đừng tìm chỗ khác. Nhưng mà ba cái này khác nhau. Mà nói khác nhau là sạch. Ba cái này không khác nhau mà vẫn khác nhau. Đó. Khác nhau mà vẫn giống nhau, giống nhau mà vẫn khác nhau dần dần. Đó thì chúng ta phải cố gắng kiên nghiệm cái đó. Mà khi được thấy được nước rồi thì đắc quả là. Mà khi thấy dòng nước rồi thì đắc quả nhập lưu nhất giảng lai bất lai. Mà khi thấy sống rồi thì bốn đường ác và bốn đường thiện. Nó có vậy thôi. Thành ra đừng có tìm nhập lưu nhất giảng lai ngoài giống, ngoài cái sống. Tức là ngoài bốn đường ác và bốn đường thiện. Và đừng tìm A-la-hán ngoài bốn đường ác, bốn đường thiện và ngoài nhập lưu nhất giảng lai bất lai. Cũng ở trong đó. Cũng một thứ nhau mà cũng khác nhau. Nhớ không? Tôi không có mát đâu. Hôm nay tôi chắc không hơi tỉnh, không đến đổi. Giờ chúng ta tiếp. Đoạn kinh giảng dưới đây được lặp lại nhiều lần trong kinh tạng. Hoặc trên qua có vẻ không có gì thâm sâu. Tuy nhiên kinh văn nêu rõ là chi kiến không phải chỉ là lòng tin hay sự suy tư, mà phải do sự thực chứng. Không phải là đức tin, mà cũng không phải là sự nghiền ngẫm. Nhưng mà nếu không có đức tin, không có nghiền ngẫm thì không đi tới thực chứng được. Chúng ta phải coi chừng cái đó. Nhưng mà cái đức tin, cái nghiền ngẫm không phải là thực chứng, mà nó là cái phương tiện để đi tới thực chứng. Để cái nào chúng ta phải cần. Thành ra chúng ta phải tin ở Đức Phật. Mà tin Đức Phật thì theo đạo Phật là mê tín. Bởi vì tin mà mình không thấy rõ, mình không thực chứng thì cái đó gọi là mê. Mê có nghĩa là mù mờ. Đức Phật nói rồi mình tin theo. Nhưng mà ở đây đòi hỏi là tin rồi phải suy dẫn, phải nghiền ngẫm dùng tư tưởng coi ngài nói có đúng hay không. Mà nếu mình không tin, mình đâu có nghiền ngẫm gì chứ. Tôi tin tưởng vị thầy dạy tôi, tôi rất kính mến ngài. Mình kính mến rồi thì không suy nghĩ gì hết, thì cái này chưa phải là lòng tin. Nghe ta mà không hiểu ta, đó là phỉ báng ta. Thành ra mình phải tin ngài mà nghiền ngẫm coi ngài đúng hay sai. Mình thấy trước mặt mình một con bò con, một con bê. Mà Đức Phật nói đó con chó đây con. Mình nói mô Phật con chó thì chết mình luôn. Thì mình phải tin cho ngài nói con chó chắc cái nhìn ngài sáng hơn mình. Nhưng mà mình nhìn sao được như vậy? Mình phải hỏi. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy là con bé. Con bò con thì sao Đức Phật nói con chó? Nếu thai con ở chỗ nào? Mình phải biết hỏi. Thì khi ngài dạy rồi mình phải theo cái pháp môn nhìn của ngài để thấy con bê sai lạc của mình đó là con chó chứ không phải là con bê. Thì đây mới thật sự là người đệ tử. Và mình có cái nhìn giống như cái nhìn của ngài. Mình với ngài phải tương đương nhau. Chứ không phải ngài là thầy và ngài nắm vững hết giáo pháp, mình đệ tử mà nầu hạ. Mình cứ rút đuôi hoài. Con người này là con người bất chỉnh. Thủy bán như lắm. Mình phải làm như lắm. Mình chính là như lắm. Thành ra đầu tiên cái phải có sự, có đức tin. Thành ra trong Hoa Nghiêm nói đức tin là mẹ đẻ của mọi sự thành công. Đó là nền tảng đầu tiên. Nhưng mà tin rồi sau đó phải suy tư, phải nghiền ngẫm. Nghiền ngẫm rồi mình thấy rõ rồi, mình phải thực chứng, tức là thực hành cái nghiền ngẫm của mình. Mà thực hành nó đúng rồi, nó giống cái nhìn của Như Lai thì đây mới thật sự, thì đây không còn cái gì tin nữa. Mà thấy rằng tất cả đều phát hiện từ chân tâm. Thì cái mê tín chuyển thành ra chánh tín. Tín ngưỡng trở thành ra tín tâm. Ngưỡng là ngẩng lên. Mình ngẩng lên tin ở nào? Tin ở một người bên ngoài mình. Để rồi mình thấy tất cả dầu cho người bên ngoài là Đức Như Lai cũng nằm trong chân tâm mình. Mà chân tâm mình với chân tâm Như Lai cũng là một thứ chân tâm. Nhưng ngài đã nhận, mình đang nhận và sẽ nhận. Hôm nay mình đã nhận thì mình Như Lai không khác. Nhưng mà khác. Chúng ta phải nhớ. Cái bản thể thì nó một thứ, nhưng mà Như Lai thì cái tiền thực của ngài khác với mình. Mỗi người cũng như A Di Đà, như Phật Thích Ca hay là các đại thông chí thắng Phật này kia một thứ. Nó có ba thân.
Một thứ là một thứ về bản thể, tức là báo thân thôi. Còn cái ứng hóa thân thì mỗi vị mỗi ứng hóa khác. Mà Đức Phật Thích Ca có thể ứng hóa qua thế giới A Di Đà, ứng hóa vô lượng cõi. Thành ra cái pháp thân thì bằng nhau, cái báo thân thì bằng nhau. Còn cái ứng hóa thân thì mỗi vị mỗi sai khác. Thôi nói sơ thôi, cái đó khi khác chúng ta trở lại. Thành ra lòng tin và suy tư có thể giúp đưa đến suy nghĩ. Suy tư và lòng tin. Và một cấp độ nào đó của lòng tin thành và sự hiểu biết có thể bảo đảm rằng một ngày nào đó trong kiếp này tri kiến của ta sẽ khởi hiện. Nhưng chỉ có sự thực chứng biết rõ như vậy, thấy rõ như vậy thì mới tạo ra một sự thay đổi rốt ráo trong cuộc đời của ta và trong sự tương quan của ta với chân pháp. Thành ra mình phải tin, phải suy tư và thực chứng. Mà khi thực chứng rồi thì trong A Lại Gia mình sẽ có một sự cách mạng cùng tột trong đó. Từ nay mình nhìn cái sắc thân, nhìn cái dữ giới và nhìn cái nghi ngờ, nghi ngại nó khác với điều kia. Sắc thân mình không phải thấy sắc thân này có mà thật nữa. Nhưng mà không có mà cũng không thật. Không có như mình thấy và không thật nó chuyển biến là nào. Không thấy có một con người đi nữa mà chỉ có sự chuyển biến đi thôi. Thì cái nhìn mình phải tất nhiên là sự vật, cái sự vật nó mới lạ. Thành ra chúng ta phải trở về cái bất tỉnh, nó trở về với cái tánh thấy. Tánh thấy rồi từ từ cái thấy nó liên tục cái 1/4 thì sự vật nó sẽ chuyển biến mới lạ. Tức là không có một con người cố định, không có một cái khuôn khổ nữa, mà chỉ có sự chuyển biến thôi. Hồi xưa thì mình thấy có con người cố định, mình thấy bằng thức. Bây giờ mình thấy bằng căn, nó khác nhau chút thôi. Mà thấy bằng bát nhã, chưa thấy bằng tư tưởng. Đó thì nếu mình cứ bền bỉ hoài thì một ngày nào đó thì mình sẽ thấy được sự thay đổi rốt ráo trong cuộc đời của ta và trong sự tương quan của ta với chân pháp. Thì bây giờ hết nghi, mình sẽ thấy được sự tương quan mình với chân pháp. Thì ở đây các ngài chứng minh trong kinh đó là này các vị sư, mắt là vô thường biến hoại đổi khác, tai là vô thường mắt tai mũi lưỡi thân và ý đều là vô thường biến hoại đổi khác. Vô thường biến hoại là vô ngã, đổi khác là khổ đau. Thì cái này là căn bản của đạo Phật. Tất cả 36 pháp, tất cả dạng pháp đều là vô thường, vô ngã và khổ đau. Vô thường là nhận thức có quá khứ, hiện tại, tương lai. Bây giờ tôi hiểu như vậy, tôi nhận như vậy, một chút nữa tôi nhận khác, rồi hôm qua tôi nhận khác. Theo quá khứ tôi nhận khác, hiện tại tôi nhận khác, tương lai tôi nhận khác. Cái nhận thức tôi luôn luôn thay đổi. Mà chính cái nhận thức là chánh. Nếu cái nhận thức thay đổi thì cái đối tượng cái nhận thức phải thay đổi. Ví dụ như bây giờ tôi thấy nước, nếu tôi là người thì tôi thấy nước là nước. Thì nó nhận thức tôi là người thì nước phải là nước. Nhưng mà nếu tôi vô trong phòng khóa học rồi thì cái nhận thức tôi chuyển qua các nhà, các kia. Nhận thức của nhà khoa học thì nước biến thành cái thay đổi. Thì nước đó là vô ngã, là do nhiều duy hợp lại tôi thấy tôi nắm được. Còn cái nhận thức tôi thì nó quá vô hình. Nó cũng là nắm được đấy, nhưng mà nó chỉ biến vi tế hơn. Đó, rồi khi mình thay đổi nhận thức nữa thì nước nó chuyển biến thành hát hay. Khi thay đổi nhận thức nữa thì nước chuyển biến thành máu. Thành ra thay đổi nhận thức đó là vô trụ, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn cái đối tượng nhận thức đó là do nhiều cái đáp lại. Có khuôn khổ rõ ràng, có không gian đặc trợ. Nó thì kia là vô ngã, là không có một cái ta cố định trong mọi sự vật và không có cái gì mà thường còn trong cái nhận thức của mình. Một hồi nhận thức gì, bốn hồi nhận thức đó, nó cái tâm anh thay đổi như là con dữ. Ba hồi nói gì là ba hồi đổi lưỡi lại khác. Nó thì chúng ta thấy là cái vô thường nó nghiêng về thời gian nhiều hơn và cái vô ngã nó nghiêng về không gian nhiều hơn. Nhưng mà đừng tưởng vô thường vô ngã là hai cái khác nhau, mà cũng đừng tưởng nó là một thứ, bởi vì nó đều là thức biến hết. Nhưng một cái nó duy tế nhanh hơn thì nó biết được cái chậm hơn, mà cái chậm cái nhanh cũng đều là thức hết, đều là chuyển biến hơn. Mà chuyển nhanh thì nó quan trọng hơn. Và trả bài đấy. Thành ra ở đây chúng ta thấy rằng ở đây là do duyên căn, do duyên sắc trần, thì dưới là sắc thân nhìn xuất phát, đây là bài kinh 66 đó, thì phát hiện nhận thức,
do ba cái này tiếp xúc với nhau thì kêu là xúc. Do duyên xúc là thọ, do duyên thọ là ái. Thì đây có thêm cái tưởng như cái tư. Thì chúng ta thấy tưởng tư là muốn là thế giới của tư tưởng. Mà tưởng là cái hồi nhớ lại, tức là không có năm căn. Chúng ta kêu là độc đầu ý thức. Mà đối tượng của nó là độc ảnh cảnh, là nhớ lại thôi. Còn cái kia là đối chất cảnh. Đối chất cảnh mà nhận thức của nó là ý thức. Ý thức gì? Ý thức ngũ câu. Ngũ là năm câu, là hợp tác với mắt tai mũi miệng. Tức là phải có cảm giác, rồi cảm giác đưa vô, rồi tư tưởng mới tạo sửa. Còn cái này không có mắt tai mũi lưỡi mà ngồi nhớ lại. Chẳng hạn như tôi thấy cái bình thủy đây, thì bình thủy lọt cho con mắt của tôi, thì dây thần kinh thị giác mới thấy bình thủy trên con mắt. Thì dây thần kinh mới rung động, thì cảm giác mới phát hiện. Thì cái này kêu là ngũ câu ý thức. Thì cảm giác nó đưa lên óc, óc mới phân biệt là tư tưởng. Thì cái tư tưởng này kêu là ái, chứ không phải là tưởng. Do duyên con mắt, do duyên sắc trần, phát hiện nhãn thức, điểm gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc là thọ là cảm giác. Con mắt này sắc trần này, là hai. Con sắc trần mới lên trên trần đen. Thì bắt đầu có cái nhìn, con mắt mà tôi nhìn xuống cái bình thủy này thì có cái nhìn. Cái nhìn là chưa có cái biết. Rồi cái bình thủy nó nhầm trên võng mô của tôi. Thì dây thần kinh thị giác nó thấy bình thủy trên võng mô. Thì dây thần kinh thị giác mới rung động. Thì cảm giác nó mượn có để phát hiện. Cái vui, cái buồn, không vui, không buồn. Hiểu kiểu không? Rồi cái vui buồn mới đưa lên trên óc. Thì bây giờ cái tưởng bắt đầu nó phát hiện cho là ái. Thì cái ái này chính là ngũ câu ý thức. Ngũ là năm câu, là cùng làm việc với năm thức đầu, với năm căn đầu. Còn khi tôi xuống dưới cốc rồi, tôi nhớ lại cái bình thủy hiện ra, thì tôi mới tưởng tượng so sánh. Thì cái này không chỉ là tưởng nữa, mà không chỉ là ái nữa, mà chỉ là tưởng. Vậy tưởng là không có làm việc với năm căn đầu, không có làm việc với năm thức đầu, mà do một mình tư tưởng suy ra, thì kêu là độc đầu ý thức. Độc đầu là một mình, đầu là đi vào. Độc là một mình đi vào ý thức, một mình đi vào cái sự vật, mà không qua cái cảm giác năm căn đầu. Nhớ không? Còn nếu mà tôi nhìn thấy cái này, cảm giác mới khởi lên, thì kêu là ngũ câu ý thức. Ngũ câu ý thức nào, thì đó chúng ta phải hiểu đó. Thì đó là tất cả những cái là giảng về cái duyên khởi của cuộc sống chúng ta. Cuộc sống duyên khởi có bao nhiêu đó thôi. Thành ra kế đó chúng ta tiếp, đó là nằm trong tương ưng, trang 25:1-10. Và chúng tại chỗ ngồi ấy, phát nhãn xa ly, các ngẩn xa trần ly xấu khởi lên với gia chủ Upali. Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp ấy bị tiêu diệt. Và thành ra pháp gì khởi lên thì pháp ấy bị tiêu diệt. Nhưng mà tiêu diệt có thành tựu vậy không? Và tiêu diệt không có thành tựu vậy không? Hay là nói đúng thành tựu vậy không? Cùng một lúc. Cái này thì ít có ai giảng. Và trong kinh không nói tới, trong kinh dùng cái tổng quát thôi. Cái gì sanh là cái đó phải diệt. Cái gì có thì cái đó phải không. Cái này có thì sanh ra cái kia có, mà cái này diệt thì cái kia phải mất. Cái này sanh thì cái kia sanh, cái này diệt cái kia phải diệt. Nhưng mà có hai cách có và không. Cái này có thì cái kia có, nhưng mà có là có chốt nhói, nghĩa là sanh trụ dị diệt cùng một lúc. Chứ là nhân quả đồng thời. Điều sanh ra là nó biến mất rồi, mà vừa biến mất nó lại sanh ra. Cũng như chúng ta thấy là cái dòng nước đó, khi mà nó lăn tăn, dường như có lượng sống đó, thì cái lượng sống này vô lượng vô biên, toàn thể cái biển cả chốt lên rồi tắt, chốt lên rồi tắt. Thì đó là sanh diệt đồng thời, đó là thế giới của pháp chấp. Thì thế giới pháp chấp là chưa có ngã, thì một vị A-la-hán mới thấy được thế giới pháp chấp. Thế giới pháp thì chúng ta kêu là sở chi chứa. Còn thế giới của ngã chấp, tức là có người nhận thức và có đối tượng nhận thức, kêu là thế giới của phiền não. Phiền não chứ
mà ít ai giảng được cái thế giới của sở chi trí. Phiền não trướng thì người ta giảng rất nhiều, mà nếu giảng về phiền não trướng mà không dám qua sở chi thì kêu đó là chữ thừa. Thành ra chữ thừa nó tương đương giống với các nhà bác học với khoa học, nhưng mà giống mà khác. Chữ thừa nó đi từ cái sanh diệt từng chu kỳ để nó đi tới cái bất tử. Khoa học không biết cái bất tử, sanh diệt cái chu kỳ dùng cái sanh diệt này để mà tạo ra cái nhu cầu cho thật nhiều để chúng ta hưởng thụ. Thành ra bây giờ chúng ta hưởng thụ rất nhiều, mà nếu chưa đắc quả mà hưởng thụ nhiều thì chết. Cái tâm mình còn tham, còn dính mắt, mình gần sắc thì mình đắm, gần tiền thì mình tham, chết mồ luôn. Mà bây giờ mình không tránh, mình nói không phải tại tiền, không phải tại sắc, mà tại cái tâm. Đừng dính mắt thì thôi, mà cái tâm mình được chưa? Cái chỗ đó là cái chỗ chết. Thành ra Đức Phật nó đưa cái thao cho mình. Anh chưa dưới sống là một, thì anh phải ôm cái thao. Còn nếu sống lên, anh lên theo, sống xuống, anh xuống theo, anh dưới sống là một, anh không bị sống nhận chìm đâu. Thì anh cứ tự tại trong tâm, khỏi cần thao. Còn mà sống lên nó xuống cái, anh lúc dưới đáy biển thì chết anh. Anh thấy ôm cái thao. Thì nó thật sự là hiểu cho rõ. Nếu mình thấy mình còn dính mắt thì xin thưa hãy cố gắng giữ giới, ôm cái thao giới lực cho kỹ. Còn mình thấy tự tại mình với sống là một, sống không thể nhận gì mình được nữa. Bởi vì mình là sống, sống là mình, nhưng mình là mình mà sống vẫn là sống, thì chúng ta cứ đi thõng tay vào chợ, đi vào cuộc đời này. Thì nó đạo Phật nó nguy hiểm, nó là con dao hai lưỡi. Và đại thừa nó nguy hiểm chỗ đó. Thì là chúng ta đọc cái mà khổng tay dọc dậy tự tại chúng ta khoái lắm, nhưng mà đâu phải là chúng ta. Hai ông thiền sư đó đi từ rừng này qua và từ thành đô này qua thì thủ đô khác, thì giữa đường nó gặp một cô gái nó ngồi bên bờ đê khóc. Thì cái dòng sông nước khi nó ngập lên là cái bờ đê không thể qua được, cô là nữ, cô không thể lội qua được. Thì một thiền sư kia mới là cõng cô gái trên vai bước qua cái dòng sông đó, rồi phải đặt cô gái bên bờ sông kia. Bởi vì bờ sông nó nước ngập lên là lần cố đáng rồi lội xuống, bây giờ không biết lội mình xuống dưới, nước nó trăng chảy xiết mạnh, trời mưa lớn nó kéo đi mất. Những thiền sư này thì ổng giỏi, ổng cõng trên vai là ổng lội bên sông, cô đặt bên bờ cũng trở về. Thì cái vị thiền sư bạn đó là bắt đầu không nói chuyện nữa. Cái thằng này nói là tu sĩ mà nó làm cái vụ đó là không đụng nhìn đàn bà, vì nó cõng trên vai thì nó coi mình không ra gì hết. Rồi về khi mà đọc giới rồi mới là tiếp giới cho ông. Nhưng mà nói trời ơi, tôi cổng cô nàng tôi bỏ bên đó là anh cổng về tới đây. Tôi cổng qua bên bờ sông, tôi để đặt nàng ở bên bờ sông là anh còn cổng về tới chùa nữa mà anh trách tôi. Ai lỗi nhiều hơn. Tôi cổng có một đoạn đường qua con sông mà anh cổng về tới chùa nữa mà anh nói tôi tội nặng anh. Thì chúng ta khoái cho anh chàng cổng qua bên bờ sông. Nó tự tại quá. Tự tại nó không biến mất. Nhưng mà chúng ta nghĩ chúng ta được với ông ta chưa? Thì đọc cái đó tôi thấy ông thiền sư, ông sư nào cũng khoái đó, mà Phật tử cũng khoái cái đó nữa. Cái ông sư kia là ông sư tiểu thừa. Nó khó vậy, nó khó vậy. Thành ra chỗ này chỗ tranh chấp thì dữ dội lắm á. Dữ dội lắm. Thành ra có người đặt câu hỏi vậy, giờ thấy một người nữ mà té xuống dòng sông, mà lúc đó không có ai hết, chỉ có mình đi bán gặp cái người nữ đó, té xuống dòng sông, nên lội xuống rớt hay là nhìn cô ta chết? Cái đó là cả một vấn đề khó khăn mà chúng ta cần phải hiểu. Cần phải hiểu. Nếu mình lội xuống mà dớt lên mà tâm mình không động thì nên dớt. Còn nếu tâm mình đã động thì để cho cô chết. Thì từ giờ nó phải vậy đây. Thì cái này nó là bất nhẫn. Người tu mà không có cái tâm bác ái từ bi gì hết thì không phải là người tu. Mình sẽ chửi vào mặt người đó. Sẽ chửi vào mặt người đó. Nhưng mà mình phải biết mình chứ. Mà nếu nhìn sự thật thì cô này đâu có chết. Không chết. Chết cái thể xác thôi, cái linh hồn vẫn còn sống như vậy. Nếu chúng ta hiểu sâu xa và chúng ta phải hiểu mình luôn. Còn nếu mình thấy mình tự tại, mình không dưới mắt vậy thì cứ xuống đất luôn. Chúng ta thấy sư trưởng mình đăng quang mình không? Coi lại cái chữ sử Ngài. Ngài cũng bị chỗ đó. Ngài đi tu mà chưa đắc quả luôn đó, chắc chưa đắc quả. Ngài đi tìm đạo. Thì Ngài đi ngang cái cầu đó, thì cái cô gái nó nhảy xuống cầu tự vẫn. Nếu lý do gì, Ngài nhảy theo Ngài chết. Rồi thôi ở với Ngài có đứa con. Là sư trưởng mình đăng quang đấy, tôi thấy trong giáo pháp mình đăng quang viết đó. Thì có đứa con. Rồi sau ngày đó thì con chết, vợ chết.
mình mới cần cuộc đời vô thường. Chứ nếu mà vợ con chết, con không chết, bây giờ không có Minh Đăng Quang đâu, mà là Lý Quần thôi, không có Minh Đăng Quang. Lý Quần là cái tên đời của ngài đấy, mà khiến xui cho cái nhân duyên nó tới. Con chết rồi vợ sầu khổ quá trời chết luôn, còn mình cho chọn. Ngài đã quan sát cái vô thường nhưng mà chưa thực chứng cái vô thường, bây giờ nó thư thường đến ngay ngài, chẳng còn gì hết. Mà ngài là một nhà xuất nhập cảnh, bà vợ là xuất nhập cảnh, con cũng là xuất nhập cảnh, chứ không phải gì nữa là giàu. Chính nhập khẩu bây giờ chúng ta biết là không phải là nghèo mà làm được đâu. Ngài trở về, ngài cho hết cái gia sản của cô vợ, có vợ chết thì thuộc vô ngài. Ngài đem ngài phân phối cho mấy người lao công, rồi cho hết bà con lấy tốn, cho trọi một mình không. Mà cũng chưa đắc quả đâu. Nhưng mà chính cái này là rung động toàn thể ai là gia của ngài. Hồi xưa ngài quán xét cho ngài không gặp cái hoàn cảnh này. Thành ra cái cảnh khổ chúng ta đừng tưởng cái cảnh khổ là cảnh khổ. Trong cái đau đớn nó giúp cho mình đắc quả. Nếu mình biết, mình biết cách để mà chuyển hóa nó. Thành ra mình đừng có sợ cái quả. Nhiều khi cái quả lợi là chính là cái phước. Người nào muốn đắc quả cũng phải qua chuyện đau đớn hết, chứ không có mà em thuận buồm xuôi gió được. Nhưng mà mình phải học giáo lý, mình có quán xét thì cái vô thường vô ngã khổ đau này Đức Phật, Đức Sư Trưởng đã quán xét rất nhiều. Nhưng mà không có thực chứng, không có nhảy vào trong cái vô thường. Ngày hồi đó là gia đình ngài, ông cha ngài là cái chùa Cổ Sơn Môn mà, nghĩa là giàu có lập cái chùa đi. Rồi mới kêu ngài trụ trì cái chùa đó, ngài nói không. Tôi thấy cái này không đưa đến đậu quả, mới xin ông già ra đi. Ông già khóc gió. Cho lại kêu lập gia đình ngài cũng không chịu. Còn không gặp thì tu ở chùa này, chùa nhà. Hồi đó chúng ta thấy Cổ Sơn Môn Lục và Tăng nói là có vợ có con, thì chùa có vợ con. Bây giờ thì như cũng còn, thì chúng ta thấy như vậy. Và ngài thấy cái này không giải thoát, ngài mới trốn đi. Trốn qua Thế Công Nguyên, vô xuất gia, mấy với ông sư sãi. Sư sãi đó là lần sư sãi bùa chú, thì không biết là bùa chú dữ lắm. Thì ngài thấy cái đó không? Ngài chắc có biết bùa đi chú đó. Ngài học mới nói nghe nó cũng 10 năm gì đó, không có gì đó. Lúc này đi mới có mười mấy tuổi, 14, 15 tuổi rồi. Nó ngày ngày mới trở về Việt Nam. Rồi thấy cái cô này mà té xong ngày nãy chứ rớt rồi, phải ra đời lập gia đình với cổ con trước con. Rồi đùng một cái con chết, vợ chết. Bây giờ mới thực chứng nó vô thường đấy. Chứ ngày quán không ăn thua gì hết. Bây giờ vô thường nó đến ngay trong cái tự thân của ngài. Nó làm cuộc cách mạng lẫn cho ai là vậy. Ngày nãy như vậy là không được. Ngài mới trở về cái gia sản của cô vợ bây giờ có quá, ngài mới cho hết tất cả. Rồi ngài một mình ra đi. Nó đi rồi lên núi cấm được kiếm thầy học đạo, cũng giống như thầy đi đâu ta. Rồi ngài thấy không ai dạy ngài được hết. Còn là cái hết môn ngoại đạo không, cái thế lẫn quẩn của tư tưởng thôi. Nói là ngài mới đi ra Hà Tiên. Hà Tiên là nói là ngồi ngay như ngài vô tu ở trong cái chỗ mà người ta đốt gạch, cái lò gạch. Là gạch bỏ trống, ngày ở trong đó là ngày mà đi bác một đêm về đó ngủ. Khi có mưa chung gì đó không có gặp, chỗ đó đẹp lắm. Tôi có lợi ngay chỗ đó. Nó nhìn ra cái Hà Tiên, nó chính là chính ngọn núi Hà Tiên, Phú Quốc là mình thấy rõ. Cái chỗ rồi kêu là cái mã của Lăng Ông Mặc Cử. Thì nó nói tôi ở tỉnh 2 năm, tôi coi ra đó tôi ngồi, cái chỗ con đường ở đó. Nghe nói di chuyển đó mình cũng lại coi chỗ đẹp được. Bây giờ người ta ở rồi, ngày xưa thì cũng còn bỏ trống. Thì trước cái khu, tức là cách đây 3 năm. Thì sao ngài đi tới mũi nai, rồi cái mũi là giống cái hòn đá nó ra giống con nai. Bây giờ cái đó như nó đập mất rồi không còn hay không. Thì ngài ngay ngồi đó ngài đắc quả tại đó. Theo trong pháp giáo Minh Đăng Quang viết lại mình nói sao. Đó là ngài mới trở về mới có cái giáo pháp này. Thì chúng ta thấy một sự đau đớn cùng cực đó. Nó đưa mình tới cái giác ngộ về bất tử. Còn lai vai thì không ăn thua gì đâu. Thì chúng ta hãy đụng vào cái đau khổ là rút liền. Học bài thấy khó khăn quá tôi ở nhà. Khi nào ông sư giảng nghe mùi lỗ tai vô nghe. Rồi khi trả bài tôi ở nhà. Chúng ta khôn lắm, sống khôn lắm. Chừng nào chúng ta đụng cái đau khổ chúng ta mới giác ngộ. Thành là cái khổ đau nó có 2 con đường. Một là nó dìm mình xuống địa ngục. Hai là nó đưa mình tới giải thoát. Một Phật một ma. Nhưng mà chúng ta phải đụng với cái đổ khổ đau. Để có sanh thân là phải có khổ đau. Đức Phật này cũng phải qua sanh già bệnh chết mà thấy được cái khổ đau mới nó tìm cái bất tử chứ nó phải không đâu. Ngài là một vị thái tử ngon lành nhưng mà sung sướng chết. Nhưng mà còn bỏ ngôi vua đi thì ngài thấy cái đó không bền. Rồi đến ngày phải già, giá vua Đà La phải già.
rồi phải bệnh, rồi phải chết như là mấy người người dân chứ đâu có qua khỏi cái đó. Mặc dù ngài là vua nhưng mà trước cái chết là bình đẳng thôi, trước cái bệnh có thể bình đẳng thôi. Không có ai có xác thân mà không bệnh. Nhưng mà các chuyên gia, các ngoại đạo đã đi tìm cái niết bàn ngoài cái xác thân này, đó là một cái sai lầm rất lớn. Tu thành thông để xuất hồn lên các cảnh giới khác, có cõi trời sắc giới vô sắc, sống hàng tỷ tỷ tuổi. Cái đó có chứ mà không có. Thì ngài tu những cái đó rồi, ngài đã xuất thần là lý rồi. Nhưng ngài thấy cái này là một cái trá hình của một cái chiếc xiền thôi. Dầu xiền vàng, dầu xiền kim cai. Mà đối với xiền sắc, xiền xét thì vẫn là xiền thôi, vẫn trói cột thôi. Mà chính cái trói cột này mới khó bỏ. Chúng ta thấy cái vàng, cái đeo, cái hộp tròn, hay là đeo những cái nhẫn, hay là đeo những cái vòng đó, mà nếu bằng sắt hay bằng đồng, người ta xin mình cho dễ dàng. Mà nếu đeo bằng vàng thiệt, thì khó mà cho lắm, hay là kim cang thiệt, khó mà cho. Thành ra cái xiềng vàng là khó bỏ hơn. Nhưng mà nếu bỏ được là qua cái giải thoát. Còn xiềng sắt, xiềng cây rồi, bỏ dễ dàng nhưng mà không qua giải thoát được. Thì cái chỗ đó ngu tối hơn. Những người ngu tối là không đi tới đạo quả. Chính những người thông minh, những người sáng suốt thì mới đi tới giải thoát được. Nhưng mà những người này có thể đi xuống địa ngục thẳng. Bởi vì những người thông minh thì làm ác, ác dữ lắm. Còn làm thiện là thiện dữ lắm. Đó là Phật tử đâu, khôn, người nào lấy có khôn lắm. Thiện nam tính nữ thì khôn vô cùng. Mà nếu làm Phật sự thì không ai bằng. Đi tới giải thoát luôn. Còn nếu chỉ chơi với nhau rồi không? Thì xuống địa ngục thẳng. Ác là ác, tính dữ lắm mà. Đâu người ngu người ta tính đâu cái ngu người ta. Cũng như con thú là một con giết một con. Còn bây giờ người ta mình là một người thôi. Có thể giết hàng triệu, hàng tỷ người. Mà không cần đi ngồi một chỗ thôi. Ví dụ mà Nga, Mỹ bây giờ ngồi một chỗ nó nhận nút một cái là một mấy trăm triệu người chết. Đâu cần đi đâu. Chứ nhận nút cái quả tiễn bộ này là nó bay đi tới nước nào, như cây số. Thành ra nó không có gì thiện bằng con người. Như sư trưởng nói là cũng không gì ác bằng loài người. Con thú mà nó giận là một con ăn một con thôi. Chứ đâu có dùng con mà giết hai ba con được. Cái này một con người giết hàng tỷ người. Nhưng mà nếu chịu cứu thì mấy ông trời bà trời cứu cả triệu cả tỷ người. Còn con thú mà nó cứu được một con người thôi. Thành ra chúng ta thấy chúng ta là con dao hai lưỡi. Chúng ta một Phật là một ma. Chứ không thể người trời được. Nếu bà cố gắng học giáo pháp cho nhiều thì thành Phật hoặc là thành ma đó. Chứ không về cõi trời được đâu. Thế là mát là đắc dữ lắm. Nên bà nhớ heo. Bây giờ tiếp. Một phần của tiến trình đưa đến sinh khởi pháp nhãn như một sự chứng nghiệm mạnh mẽ là do chấp nhận được rằng phàm pháp gì được sinh khởi lên tất cả pháp ấy đều được tiêu diệt. Tiếp theo là một tri kiến, mình thấy là tất cả đều sanh ra thì phải diệt. Nó nói này thành ra chúng ta thấy là cái công việc này nếu mà giải thích theo chu kỳ thì lọt vào cái người trời à, và đi tới cái bản thể của chu kỳ thì lọt qua cái A-la-hán thôi. Thành ra tiếp theo là một tri kiến thoáng qua về cái đối nghịch với các pháp gì được khởi lên. Để mà có pháp có khởi lên có sinh diệt thì trong ngay sinh diệt nó có cái bất sanh bất diệt trong đó. Mà nếu nhận được cái bất sanh bất diệt này thì là A-la-hán. Còn nếu chạy theo sinh diệt để mà thay đổi những sinh diệt khác thì đó là người trời. Đó là các nhà bác học. Thành ra các nhà bác học chấp nhận cái chữ thừa dễ dàng. Nhưng mà không đi tới cái bất tử. Không thấy rằng trong cái sinh diệt có cái bất sanh bất diệt cái này không đi tới chỗ đó. Mà các ngài dùng cái sinh diệt này để chuyển hóa những cái sinh diệt khác mà đạo Phật thì kêu là chuyển nghiệp. Chúng ta khoái cái chuyển nghiệp. Bỏ cái xiềng cây xiềng ấy để qua cái xiềng vàng đó là chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp để mang cái nghiệp tốt. Mà nghiệp tốt thì vẫn là nghiệp. Chúng ta nên nhớ chỗ đó. Chừng nào phi nghiệp. Phi nghiệp là thấy trong phi nghiệp chúng ta đừng tưởng nó trên trời ở đâu có một cái phi nghiệp. Cái đó là ngoại đạo lầm. Cái đó cũng là hình thức trá hình của chuyển nghiệp thôi. Tôi bỏ sắc thân mà tôi thấy cõi trời sắc giới. Tôi bỏ cõi trời tứ thiền sắc giới tôi qua tứ không thức vô biên. Rồi tới thi thi tưởng. Thì cái đó cũng là chuyển nghiệp thôi. Chúng ta phải để ý cái đó. Chừng nào chúng ta thoáng thấy nhận được cái bất tử trong tất cả những cái chuyển nghiệp này. Cái đó là cái chuyển nghiệp. Thì chúng ta mới đi A-la-hán. Thành ra A-la-hán nó khác với các nhà bác học chỗ đó. Còn cái chuyển nghiệp thì cũng giống nhau. Nhưng mà không đi tới cái chuyển nghiệp. Còn Bồ Tát thì chi nghiệp mà dẫn trở lại nghiệp dài dài. Cái đó là cái bậc đạo. Phải dấn thân vào tất cả thiện ác. Nhưng mà đừng dính mắc thôi. Như tôi nói là nào.
thành ra giáo pháp phải hiểu cho rành, và đồng thời phải hiểu lại mình cho rành. Mình hiểu vậy rồi, hiểu từ tiểu thừa, người trời, tiểu thừa, đại thừa. Nhưng mà mình đang ở đâu? Cái này là cái quan trọng nhất. Ai là không khoái đại thừa? Tôi cũng khoái vô cùng. Nó mà biết mà làm có nổi. Không có nổi. Nhập lưu mình chưa xong rồi mà nói tới Như Lai thì nó kẹt. Nhưng mà phải hiểu Như Lai. Con đường Như Lai đi như thế nào? Giờ hôm trước cũng dẫn tới đây. Bây giờ cũng tới đây rồi. Thì sao cháu bắt đầu dẫn từ đây đi. Dẫn 4-5 lần rồi. Nha. Sự liên hệ giữa bà trẻ trưởng lão Asayi và Nhân Kia và sự sanh khởi pháp pháp nhãn của Ngài Xá Lợi Phật cho thấy rằng thực chứng qua pháp nhãn không phải chỉ có tri kiến về bản tính vô thường đổi thay nhanh chóng của kinh nghiệm hàng ngày. Thêm vào đó, pháp nhãn giúp đưa đến thực chứng bản chất hữu vi tùy thuộc duyên sinh của các kinh nghiệm đó. Các đoạn kinh văn khác mô tả chi tiết về tri kiến của vị dự lưu người đã nhập dòng thánh giải thoát đã minh chứng điều này. Pháp nhãn giúp thấy rõ mọi pháp khởi sinh và tàn diệt theo lý nhân duyên, trong đó hệ quả của mọi tác động có thể được cảm nhận tức thời hay trải qua một thời gian sau. Nó thì cái này là nói tới cái thập nhị nhân duyên. Thì nhân duyên thì các ngài giảng nó khác với tôi. Tôi đưa ra cách giảng này tôi phải chịu trách nhiệm thôi. Tôi thấy nó chỉ là cái tiến trình của ngũ quỷ truyền tống thức, truyền ra rồi tống trở vô. Tôi thấy cái truyền tống thức là gì? Còn cái thập nhị nhân duyên, tức là từ vô minh lại là ra đó, mới ra là hành, hành mới ra thức. Còn vô minh là thức thứ 8, hành là thức thứ 7, thức là thức thứ 6. Ba cái này hợp tác với nhau để tạo ra danh sắc. Chỉ danh đây tức là vô minh hành thức, còn sắc đây là sắc thân. Và từ đó đủ rồi lại. Mà nếu đủ thì phải có đối tượng sắc thân, tức là phải có sắc thinh hương vị xúc pháp, thành ra mới có lục nhập. Là sáu cái cửa này phải có sáu cái nhập vô. Mắt thì phải có sắc, tay thì phải có thính, mũi thì phải có hương. Ra thì sắc thân hương tức là lục nhập. Mà có lục nhập rồi thì chúng ta khoái căn tiếp xúc với trần mà, thì nó sanh ra thức. Mà điểm gặp gỡ ba cái này khi mà có tác ý, tức là anh mặt na, anh hành vững, nó muốn tạo ra muôn màu muôn vẻ để hấp dẫn chúng ta. Đó thì căn cần thức mới tiếp xúc với nhau. Mà tiếp xúc nhau thì có muôn màu muôn vẻ, thích nhất cô lo đủ màu hết. Chúng ta khoái cái xanh xanh đỏ đỏ, tạo ra nào nhà lầu một tầng, hai tầng, nhà vuông, nhà tròn, nhà méo, nhà chữ nhật, nhà hình thoi, đủ thứ hết. Chúng ta khoái cái nào chúng ta làm cái đó. Chính Phật tử như vậy. Sao mà tôi mà chỉ bắn tên, bắn vô lượng mũi tên, cả trăm mũi tên, mà không mũi tên là chúng đích hết. Còn hồi xưa đó thì ông Na Tiên Tỳ Kheo đó, khi ông thuyết pháp ông bắn có một mũi tên, mà ông thầy ông ngồi nghe, ông thầy nói con hay quá, con bắn một mũi tên mà trúng cái hai cái đích. Còn bây giờ chúng ta bắn cả trăm mũi tên mà không trúng cái đích nào hết. Nó được tột lắm à. Rồi hai cái đích là sao mà ông mà biết không? Ông thuyết cái bài pháp gì đó tôi quên rồi. Ông thuyết xong bài pháp đó ông đắc quả nhập lưu. Ông thuyết ông lắng nghe, ông đắc quả nhập lưu. Còn cái bà chủ nhà nghe ông tiếc cũng đắc quả nhập lưu luôn. Ông thầy ông là A-la-hán à. Ông nghe không biết là cái ông đệ tử mình tiếc bài pháp thì bắn một cái mũi tên ra trúng hai cái. Ông mới hỏi nó con đắc quả nhập lưu là phải không? Do bài pháp con thuyết mà con đắc quả nhập lưu. Người ta thuyết con đắc cái này chính con thuyết. Ông lập lại trong kinh. Nhưng mà vừa thuyết ông vừa lắng nghe ông nhận được cái Phật tánh bất tử. Còn bà chủ nhà cũng lắng nghe và nhận được cái bất tử. Thành ra ông bắn cái mũi tên ra trúng hai cái đích. Cái đích là ổng, một cái là của bà chủ nhà. Đó là trong kinh Na Tiên đấy. Còn bây giờ chúng ta cũng bắn mấy trăm mũi mà không trúng cái đích nào hết. Nó là cái khác. Chúng ta bắt trước mà làm không đúng gì hết trơn. Rồi thấy cái mũi tên bắn là tôi ớn. Coi cái là tôi muốn nhức đầu. Vì nó nhiều mũi quá. Mà có mũi nào cũng trật lớn à. Quá hết trơn. Đó thì chúng ta coi lại cái này. Vô minh hành thức theo cái giải thích của tôi đó thì chỉ là cái tiến trình của truyền tống thức thôi. Ở trong nó đi ra là truyền, khi nó gặp nó trở vô là tống vô. Và tống vô thì nó có hữu, tức là có chủng tử. Mà có chủng tử thì nó phải sanh ra nữa. Ngoài sanh ra nữa thì nó phải trở vô nữa. Mà chúng ta thấy cái chủng tử này độc đáo. Chủng tử mà khi nó lọt vào ai lại ra nó biến thành năng lực. Tức là không còn chủng tử thì ngát nữa. Mà khi nó trở ra nó sao động thì nó thành chủng tử là mặt na.
Thành ra cái thức này đó là A-la-hán không làm nổi, không thể chiếu kiến được, mà phải nhậm giận với nó và phải tùy thuận với nó. Thành ra trong Thủ Lăng Nghiêm rất tà. Cái này là trong kinh này, trong Trung Bộ Kinh không có nói tới, nhưng mà trong Thủ Lăng Nghiêm có nói A-la-hán chỉ được có tưởng vững, hành vững thôi, còn cái thức vững A-la-hán không có biết tới. Và cái quan trọng nhất nữa là trong kinh Lăng Nghiêm là chúng ta thấy thân chứng giới cấm thủ nghi thì rõ ràng, chữ thừa chữ rất rõ, trong Trung Bộ Kinh cũng chữ rất rõ. À, rồi tới sanh và tham dục thì cũng rõ, đó là những cái cảm giác chiếm hữu bên ngoài, cảm giác chiếm hữu bên trong. Rồi tới a la hán đó là diệt được tứ thiền của sắc giới, tứ không của vô sắc, phóng dật, ngã mạn và vô minh. Thì chúng ta tứ thiền sắc giới chúng con lấy ta biết rõ rồi, tứ thiền sắc giới là chỉ còn tư tưởng thôi, nhưng mà còn sắc thân. Còn tứ không thì không vô biên thức, vô biên chúng ta biết rồi. Thì chỉ là hắn chiếu khiến hai cái này thì nó mất, nó chỉ còn cái chân không thôi. Còn cái ngã mạn thì đó là mặt na, chúng ta biết rồi, khi nó vô thì nó thành năng lực, nó trở ra thì nó thành chứng tử. Thì ai là hắn chiếu khiến được cái này thì cái hành vi nó biến mất. Nhưng nó còn cái phóng vật là gì, vô minh là gì, chúng ta chết không biết nó ở đâu, thấy không rõ nó. Tôi nghi cái này biết bao lâu rồi, 4-5 năm trời tôi tìm hoài không biết mấy cái này mình thấy rõ hết, mà phóng vật là cái gì, vô minh là cái gì. Trong kinh chữ thừa không có giải thích, các vị thiền sư bên chữ thừa không có giải thích cái này, mà trong Trung Bộ Kinh, Kinh Nguyên Thủy